Size 45 ở đây là M39 và S60. M39, S60 thì em sẽ chỉnh là xếp là lực là 4.000 và lực tháo là 6.000. Thì với kỹ thuật mới anh là mình chỉ cần là lực tháo nó gấp 1,3 lần một xíu thôi, nhưng mà khi sử dụng với cái lực truyền thống ở trước kia đó, mình xíu không cần biến tựa tiết kiệm được nguyên xăng rất là nhiều. Thì em sẽ khởi động và vận hành máy bơm. Và đây là cái tay cầm của nó để mình di chuyển thiết bị dễ dàng. Thank you.